nảy nở mọi thứ. Quen nhau được 3 tháng thì em dính bầu. Lúc đó mẹ em chưa có biết, xong rồi còn 3 ngày nữa mới sanh á, thì mẹ em mới biết. Đó mẹ em cũng giận lắm. Khi sanh em bé thì mẹ em có ra phòng chờ để mà nhìn đứa bé để coi như thế nào, tại vì chị không biết mà bên ngoài người ta nói ra nó vô nhiều lắm. Cho nên mẹ xuống mẹ xem mặt đứa cháu của mẹ coi có phải là cháu mẹ hay không. Nhưng thật sự khi đẩy đứa bé ra mẹ nhìn cái mắc cười. Tại vì á mẹ em nói là y như hai giọt nước vậy. Với lại mẹ nhìn mẹ biết liền, tại vì lúc nhỏ em như thế nào á thì cái đứa cháu nó y chang vậy, không bao giờ mà quên được. Em tên là Ngọc Sĩ, vợ em là Ngọc Hân. Ngọc Sĩ nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 32 tuổi. Em việc em là gì? Dạ em kinh doanh mặt hàng ăn uống trên Bình Dương anh. Rồi, và em? Dạ. Em hiện tại đang làm salon tóc anh. Dạ. Nay nhiêu tuổi rồi Ngọc? Năm nay em 28 tuổi rồi. 28. Ngọc Sĩ và vợ mình á là cái chuyện tình yêu của hai người như thế nào? Thì năm 2010 á là em tốt nghiệp bên Úc. Thì tháng 8 em có bay về Việt Nam, bắt đầu cái đi chơi. Thì tháng 9 gặp vợ em trong một buổi tiệc. Xong rồi cái thích đứng hình đúng không? Không, mà lúc đó bà đẹp. Đẹp lắm. Dạ bà cũng đẹp vậy. Nói chung là khi mà em gặp vợ em là em ấn tượng liền đúng không? Dạ. Còn em gặp chồng em, gặp em anh ấy ấn có tượng gì liền không? Dạ không. Không hả? Có điều là hơi chảnh chảnh thôi chị. Anh chảnh hay là em chảnh? Không, anh chảnh lắm. Ồ. Anh chảnh lắm mà những người chảnh là em chảnh hơn nữa. Ồ. Vậy đó. Không, em chỉ ấn tượng ảnh là ảnh sống biết nghĩ tới người khác lắm. Cái lúc mà đi ăn cháo vịt ở dưới Thanh Đa thì có một cậu bé mấy số lại mời ảnh quay số. Thì ảnh mới nói là mẹ ngồi đó đi. Cái ảnh kêu quay cháo vịt là đem cho thằng nhóc một phần cháo một phần gỏi. Khi ngồi ăn mà em nhìn ảnh em cảm thấy là chắc là người đàn ông mình em đang cần tìm. Tại vì em cũng là sống tình cảm lắm nên em thích một vợ chồng em này cũng vậy, sống tình cảm biết nghĩ người khác nữa. Thành ra không biết sao vợ chồng em gặp tiết xác tình ngay lúc đó luôn. Nói chung là nhờ cậu bé và nhờ tôm cháo vịt. Tại vì nhờ cậu bé mới có nghĩa là mới có cái duyên để gọi là ảnh có thể là ảnh tạo ra mọi thứ để cho hai người có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi bao lâu thì bắt đầu là cưới, nảy nở mọi thứ? Quen nhau được 3 tháng thì em dính bầu. Lúc đó mẹ em chưa có biết, xong rồi còn 3 ngày nữa mới sanh á, thì mẹ em mới biết. Đó mẹ em cũng giận lắm. Khi sanh em bé thì mẹ em có ra phòng chờ để mà nhìn đứa bé để coi như thế nào, tại vì chị cũng biết mà bên ngoài người ta nói ra nó vô nhiều lắm. Cho nên mẹ xuống mẹ xem mặt đứa cháu của mẹ coi có phải là cháu mẹ hay không. Nhưng thật sự khi đẩy đứa bé ra mẹ nhìn cái mắc cười. Tại vì á mẹ em nói là y như hai giọt nước vậy. Với lại mẹ nhìn mẹ biết liền, tại vì lúc nhỏ em như thế nào á thì cái đứa cháu nó y chang vậy, không bao giờ mà quên được. Còn em thì sao? Lúc đó là em định bỏ xứ em đi. Lúc đó em giấu bà má em không biết. Bắt đầu có những cơn ngán. Má em nhìn má em biết liền à. Má em lo cho phòng, má em nói là con có bầu phải không? Mà nước mắt má em gưng gưng vậy nè. Cái má em nói là con nói đi, má không có la đâu. Cái em nói có bầu. Trời ơi, má la muốn bể nóc nhà luôn. Chửi ngó trời quá đó. Không à, bị má dụ. Thì sợ lúc đó em cứ sợ mà thì em sợ. Gặp lúc đó em mới về nước rồi xong giờ về em nghĩ còn trẻ mà em không có chấp nhận. Khi mà má vợ em biết á, có nói chuyện với em cũng không nhận luôn. Em đổ thừa đủ thứ lý do á. Để rồi vợ em nói anh không nhận thì thôi, em đâu cần anh nhận đâu. Từ lúc đó là không liên hệ với nhau suốt hơn một tuần lễ. Thì em ở nhà rảnh cũng coi phim, thì vô tình coi một cái tập phim á, thấy cái cảnh đi tối á, đứa bé nó khóc thì người vợ dỗ dành cũng khóc theo luôn. Cái lúc đó em tự trách bản thân mình không phải là người xấu, mình không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Mình sẵn sàng nhận hết tất cả những mình đã làm ra, cho nên em mới bắt đầu bước xuống. Em nói chuyện với má, thì lúc đó đó má cũng biết là em không muốn cho gia đình em biết. Cho nên má kêu thôi bây giờ hai đứa dọn ra căn nhà của má để ở. Rồi ngày qua ngày, cuối cùng đến ngày mẹ em biết và sanh đứa bé ra. Đó mà lúc đó thực sự là em rất là ham chơi. Vợ mang bầu chứ em đi làm, em đi chơi, rồi em đi ăn nhậu rồi không có màng tới vợ em. Nói thật chứ từ cái ngày mà em quen bả cho đến sau này á, không mua được cái áo nữa. Mà cũng không trách em một tiếng nào, không nói một cái gì. Thật sự lúc đó phải nói là mình tệ lắm. Đi suốt ngày ngồi quán cà phê, nó chơi banh, bóng, cá độ, đủ cái chuyện hết. Một tháng đưa cho vợ đúng 4 triệu, không có mua được một cái gì hết á. Những lúc mà mẹ vợ em á mà biết một việc á, là lúc đó là em bể nợ thôi. Là cái khả năng chi trả em không còn nữa. Em mới báo thiệt cho mẹ em nghe. Thì vợ em biết. Thì cũng chỉ biết khóc thôi chứ giờ làm gì giờ. Đó, cái lần thứ nhất, lần thứ hai, để rồi lần thứ ba, cái lần cuối cùng luôn á, thì em mới tự cảm nhận là bị lạc lối rồi. Suy nghĩ lại bản thân mày đi, mình đâu phải là con người như vậy đâu. Cái em không muốn liên quan với gia đình em nữa. Em nói thẳng với mẹ em luôn là mẹ cứ để cho con tự lo. Lúc đó mẹ em có kêu vợ em lên hỏi một câu như nè: Hân ơi, bây giờ nói với thằng sĩ á,
nói kêu nó hẹt hết đi, là nó thiếu ai bao nhiêu nói đi mẹ trả. Nhưng vợ em không cho. Vợ em nói nếu như mẹ mà cho tiền trả nữa thì sau này anh cũng dẫn về, anh không có thay đổi đâu mẹ. Mẹ cứ để cho ảnh đi, con hứa với mẹ con không bỏ anh đâu. Đó xong rồi cái mở quán ăn vặt. Mà bà này bà ham làm lắm. Sáng thức dậy không có chuyện gì làm hết, cái nói anh ơi giờ mình bán đồ ăn sáng đi anh. Cái nó bán gì? Nó bán bún móc. Em nói trời, cái khu này bán đồ ăn sáng hay ăn má. Cái ngồi suy nghĩ cái chuyện gì, chị biết cái đó là đường xa lộ mà. Tại vì gần đó có cái cô kia bán bún bò Huế mà em thấy cũng không được nhiều á đó. Nhưng mà muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Nó cái cuối cùng cũng bán được 6 tô còn nguyên nồi ăn hết luôn. Còn cái em mới thật sự là lúc đó thấy mặt buồn lắm, thấy tội, ngồi ngó nồi nước lèo mà ngồi thấy là muốn khóc, thấy tội lắm. Cái hồi đó đó, cái lúc mà em còn đi chơi á, còn xài tiền á, em khoái nấu ăn hay đi chợ, ví dụ mua cá 80 ngàn đương trăm khỏi thói, hồi đó sáng lắm, tại vì tiền bánh banh mà đâu phải tiền bánh đâu, mình tiết kiệm đó. Rồi cái em quen hết nguyên cái khu chợ Lễ Thiêu luôn. Cái chiều hôm đó em chạy lại từng sạp, từng chỗ em giới thiệu là món bún ốc. Sáng nay ăn nha. Em giao tặng chỗ một tô 25 ngàn. Cái người ta nói cho một tô đó. Cái em về em khoe vợ em liền nè, danh sách nè, 60 tô. Mừng lắm. Trời ơi, bây giờ chị muốn hỏi vợ chút xíu nè, đó là chồng bắt đầu đi ship bún ốc rồi đúng không? Ờ, chở cái thùng mút ra để đựng nước lèo. Trời, bán nhiều lắm, tụi em bán nhiều thứ lắm. Thì đây nè, giống như là thiếu gia mà đi ship bún ốc vậy đó, thì lúc ấy cảm xúc của em sao? Em thấy xót ruột cho chồng, thấy thương chồng không? Em chưa xót ruột bằng mẹ chồng em đâu. Mẹ em bữa tối sáng hay ngủ cà phê ở ngay chợ á, là thấy em hay đi ngang á, mẹ em rớt nước mắt luôn á, nhưng mà mẹ em kìm nói phải kìm lại. Thằng nó đúng, nếu mà trả cho nó nữa, nó chưa hiểu hết được cái cuộc cực sống là gì đó thì nó không có bỏ đâu. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì sao? Giờ tụi em cao cấp hơn rồi, giờ thành mở nhà hàng luôn rồi. Quán ăn gì? Quán phố nướng 79, chuyên về món nướng. Mà lúc đó là mở ở dĩa hè, có một căn kia, hai căn kia ót mướn thuê à. Cái từ từ bước khuất trương ra thì được cái quán lớn như bây giờ. Quán nướng đúng không? Em đầu bếp. Em chuyên về món nướng. Bây giờ vợ thì làm cái gì? Trước khi mà em gặp ông xã em á, thì em có làm tóc. Em ở được nửa năm là em gặp ổng, ông phỉnh em đi luôn á. Cái bắt đầu làm vợ chồng em mở quán ăn thì được một năm. Cái bắt đầu em nhớ nghề quá, cái bắt đầu làm em mở online trong cái phòng vợ chồng em. Cái ngày càng đông quá, em nói anh ơi anh giờ qua phòng khác đi, em lấy cái phòng trên nữa. Đông nữa, em nói ông qua kho ở luôn đi. Vợ chồng em qua kho ở, cuối cùng lấy 3 căn để là em làm tóc. Chị có thấy rằng là hẹp đó. Đó, là hẹp đó. Thấy hợp nhất là sao chị biết không? Mộc sinh hỏa, em mạng mộc, ảnh mạng hỏa nè. Thành ra lấy em về em lo cho ảnh không à. Kìa, ai nấu ăn? Ai giặt đồ? Thấy gì ngon thì dành đó nè. Không, cái chuyện đó là chút nữa chúng ta sẽ nói vô cái phần vạch mặt nha. Bây giờ muốn hỏi cảm nhận của em là sao khi mà tất cả mọi thứ quay đầu là bờ đó. Đó, tất cả mọi thứ đã được em thay đổi, quay đầu là bờ, thì em có thể chia sẻ là cái cảm nhận của em sau một cái thời gian mà em thay đổi như vậy thì như thế nào? Cuộc sống vợ chồng em bây giờ nó rất 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 là hạnh phúc. Tại vì em á là con người sống tình cảm, mình dám làm, mình dám chịu. Thì bây giờ á là cứ trong lòng á, thỉnh thoảng á, có một cái mặc cảm là ngày xưa đã làm khổ vợ rất là nhiều. Đối với em á, thà em chịu thiệt chứ em không muốn những người thân cận của em đau khổ vì em. Cho nên bây giờ á, thì những lúc á, mà phải làm cái chuyện gì mà buồn á thì em cũng chỉ im lặng thôi. Chứ em không có chửi lộn ngày xưa nữa. Đó, chị nghĩ vậy đó. Thì có cái cảm giác là bây giờ mình là trụ cột gia đình. Có nghĩa là bây giờ người này là đã thay đổi rồi, quay đầu về bờ, cho nên giờ á ưu tiên cho người này vạch mặt trước đi, qua cái phần đại hội vạch mặt. Ê sĩ, ví dụ như bà xã em vậy đó thì tật xấu gì? Có không? Có nhiều không em? Thật sự là đối với người khác thì em không cần biết người ta nhìn nhận như thế nào, chứ đối với em thật sự giờ em rất là hoàn hảo. Giờ em là số 1. Giờ em là số 1 rồi. Rồi sướng cười. Thế còn là em, ông xã em. Em chỉ muốn là ảnh ngủ sớm hơn thôi. Chà, anh thức khuya quá. Có phải là do công việc không? Công việc với lại thói quen. Tại vì mở quán là bắt đầu 2 giờ là mở. Thì cho đến 12 giờ là xong. Cái đóng cửa các em phải tính toán rồi này kia rồi xong hết. Khoảng 1 giờ em lên. Em lên thì cái thói quen rồi cứ lên mạng coi Facebook, coi phim, coi hài cho nó thoải mái, bắt đầu mới ngủ. Dạ, mà trong khi đó 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng là em phải thức dậy lo cho con đi học rồi.
Ôi là em ngủ không được bao nhiêu. Sau đó về mới ngủ tiếp một xíu đúng không? Đó đi làm tiếp thì em. Dạ. Rồi đó coi đi, ngủ ảnh hụt dạng thiếu ngủ trầm trọng luôn á. Đi chợ mua đồ cho quán á, xong rồi có mua nhà đất rồi này kia đồ mình phải chạy hồ sơ đó. Giỡn quá nhiều quá em ơi. Em đâu có dạ được. hồi xưa thì ảnh ham chơi đâu. Bao nhiêu giờ em thấy ảnh cài bấy nhiêu luôn. Buổi cũng lo. Buổi trưa thì được ngủ. Nó quen cái không, giấc được, không được. Dạ, giờ đúng nè. Chị nói nè em á, bây giờ em thay đổi gần như 180 độ rồi. Nhưng mà em thay đổi được cái này thì em lại dướng vô cái khác. Đó là cái vấn đề ít ngủ là nguy hiểm lắm em. Chị nói thiệt, nó nguy hiểm không có thua gì cái chuyện mà hồi đó em chơi banh đâu. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì á, cái thiếu ngủ nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái hệ lực mà mình không lường trước được. Đầu tiên là về thần kinh á, về não á, về thần kinh á. Chị nói thiệt mà. Sát thủ thầm lặng á. Sát thủ thầm lặng đó, chị nói thiệt. Đúng, em cũng có cảm nhận được. Tại vì hồi đó em khỏe khoắn, em cứng rắn lắm. Mà hức khuya cái vợ nấu gì cũng dám cãi. Chưa đến lúc em sẽ khóc nữa. Khóc hoài hả, đụng sẽ là khóc. Đúng giống rồi. Anh Bin bây giờ là khóc hoài đó. Chị nói giỡn thôi. Thực ra vợ chồng em á đã trải qua quá nhiều sóng gió, đúng không? Rồi tụi em vẫn ở bên cạnh nhau và bây giờ càng ngày thì thấy là cái cuộc sống nó càng hạnh phúc hơn. Càng gọi là yêu thương nhau hơn và hiểu ra đây là một nửa của mình và không bao giờ muốn để mất cái một nửa đó. Gia đình cũng hạnh phúc, hai bên gia đình cũng đã gọi là chấp nhận tụi em và yêu thương tụi em rồi. Thì thành ra chị nghĩ rằng tụi em phải giữ cái điều đó. Và giữ cái điều đó đồng nghĩa với chuyện cả hai vợ chồng đều phải giữ sức khỏe. Cái đó là cái rất là quan trọng. Người ta vẫn nói đó, có sức khỏe là có tất cả. Nên một cân bằng. Thì em cũng quan trọng cái sức khỏe em lắm. Tại vì em có được đứa con trai, đứa con gái mà gia đình hạnh phúc quá mà. Mà vợ đẹp mà con ngoan. Ôi trời ơi, tiền bạc có đi làm gì đó, đúng không? Rồi. Đó. Thôi xin chúc cho hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc viên mãn như thế này. Dạ rồi. Mãi mãi nhé. Cảm ơn anh chị. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lâm Phát Đạt. Năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp là công nghệ thực phẩm. Dạ, em tên hơi ngộ ngộ một tí, khó đọc lắm. Em tên là Trần Thị Kim Lên. Nhưng mà len hả? Dạ đúng rồi. Len sợi á? Dạ không phải, len lờ. Len ở đây là len mà lờ e l l len. Đúng rồi. Ủa sao cái tên của em lại là Kim Len? Khó đọc dữ vậy. Bởi vì ai kêu em cái gì là em cũng biết kêu em chứ. Mấy bạn kêu là cà le 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 chứ không có kêu Kim Len, khó đọc quá. Nhưng mà tại sao ba mẹ lại đặt tên như vậy? Cái này là do bà nội đặt. Một phần nhiều khi viết sai chính tả. Đúng, tại vì khi nghe là kể lại á, khi ra phường đăng ký á, người ta hỏi viết đúng chưa, cái cha mới nói là đúng rồi. Mà em có bao giờ em hỏi cha hoặc mẹ hỏi là cái ý nghĩa của cái tên này không? Không có ý nghĩa, viết đại. Nhưng mà là em là người gốc, có gốc có lai gì không? Dạ dân tộc. Dân tộc gì em? Dân tộc Kinh. Em đã lừa thuận một cú ngoạn luôn. Dạ thật là dân tộc rồi, Kinh. Rồi Kim Len là năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay em 35 tuổi. Cũng ngành chung với chồng em là công nghệ thực phẩm. Đang làm ở văn phòng. Như vậy là Kim Len lớn hơn anh xã 2 tuổi đúng không? Dạ đúng. Rồi hai người lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên thì em gặp bà xã em là em không có biết mặt bạn này. Mà em ở chung với một cái thằng bạn. Xong sau đó em đi dọn nhà trọ. Do lúc đó em vừa học cao học mà em lại vừa phải đi làm. Ban ngày em đi làm thì em không có thời gian đem dọn. Thì em đã dọn đồ sẵn. Cái thằng bạn nó rủ bà này. Thôi bà biết nó không? Nói không. Nhưng mà thôi bà vô bà dọn giùm đi. Thôi thấy vậy cái bà cũng chạy vô bà dọn mà bà đâu biết mặt mình. Bà cũng chạy vô bà dọn. Mình cũng thấy bà này lạ nha. Bà đã dọn đồ vô xong thì qua một ngày hôm sau đi học. Thì buổi tối vào á thì em vào trường Bách Khoa. Em mới nói để kiếm bà trả ơn. Cái mua cho bà ổ bánh mì. Mà vô gặp trường Bách Khoa đứng ngay cái khu sau đại học á. Bà đứng bà cười như một con điên. Mà bà cười bà vỗ bàn vỗ ghế. Bà đứng như một thằng đàn ông vậy đó. Bà cười ngắt nghiến nữa. Nói chỗ con này bị khùng hay sao trời. Có đưa bánh mì không? Xong cái cũng cho ổ bánh mì. Nói là cảm ơn dọn trọ giùm. Nhưng mà nói chung là không ấn tượng. Nhưng mà còn em thì sao? Khi mà em nhận cái ổ bánh mì và em biết được đây là cái bạn mà mình đã dọn giùm á, thì em có cảm thấy có ấn tượng với bạn này không? Nói chung là tánh em thì rất là mạnh mẽ. Nhưng mà gặp bạn này lần đầu tiên hả, áo sơ mi bỏ áo thùng, tóc chải bẻ ba, đeo kính cận, mặc áo khoác, laptop thì để một bên, đi giày bata như là một thư sinh vậy đó. Chói gà không chặt ở trong đầu em cứ nghĩ là bạn này chỉ học không làm được chuyện gì. Mà đặc biệt con trai gì mà nó trắng ơi và trời ơi, đi ra ban đêm mà nó trắng dữ lắm luôn, trắng như bông bự. Dạ, rồi lúc em gọi bạn này là gì? Là em cưng, cưng ở miền Tây. Cưng là cưng. Cưng với chị hả? Nhưng mà có cái cảm giác gì thân thiện lắm không? Không, không có cảm giác gì. Tại vì anh này yếu đuối lắm. Vậy thì bao lâu các bạn mới bắt đầu để ý nhau?
Em thì em bị hốc hồn trước, nói chung là quen nhau tầm khoảng 2 tháng. Cái này để em kể cho bạn. Lần thứ hai thì bạn gặp em á, là lúc đó là mình chơi hội đồng hương, thì đi vô trường làm thí nghiệm thì mình mới đem đồ ăn đồ theo. Bạn nói trời, bày đặt cũng biết nấu ăn nữa chứ. Cái thì bữa đó mình nấu canh thịt bò với rau xà lách son á, xong bạn ăn hấp một chén canh xong bạn nói trời ngon dữ. Rồi bà mới phát hiện ra là bà nói chết rồi, bà để ý trong lòng mà mình đâu có biết. Xong mình cũng nghe mấy đứa bạn nó tâm sự qua lại, nó nói này kia thì mới biết là bà để ý. Là bắt đầu từ đó là bắt đầu mối tình gọi là mối tình chị em đi. Đúng rồi. Nhưng mà bắt đầu khi mà hai đứa bắt đầu yêu nhau rồi á thì có đổi cách xưng hô không? Khó lắm chị. Nói chung là cái anh này đề xuất là đừng có kêu chị em nữa, anh này thì anh chủ động anh xưng anh em trước. Còn em thì không có quen nên em một khoảng mấy tháng sau em mới đổi thành tên là xưng tên Lan với Đạt, chứ không có chuyển thành anh em được. Tầm khoảng 6 tháng sau hơn gì đó mới em mới chuyển được thành anh với em, là tổng cộng thời gian đó là gần 2 năm. Thì sau khi yêu thì có một thời gian khoảng 2 tháng thì bạn này bạn có một cái chứng bệnh, bạn bị giảm tiểu cầu tự miễn mà mình đâu có biết. Xong là bạn tự tâm sự thật với mình luôn. Thế mình nghĩ là thôi nếu đã hai đứa yêu nhau thì thôi cùng cố gắng vượt qua. Thì cái bệnh đó thì thật ra là Việt Nam nó cũng mới phát hiện sau này. Và cũng chưa có cái thuốc điều trị. Thì sau này đến khi bạn phát hiện bạn bệnh được 5-6 năm rồi thì mới có thuốc điều trị. Thì thuốc điều trị lúc đó là cũng đắt tiền. Mà cũng may mắn là lần đầu tiên là bạn được làm chụp bạch, là thử nghiệm nhưng mà được hưởng bảo hiểm y tế. Nên là chi phí điều trị là 4 lần, mỗi một lần vào thuốc như thế là mấy chục triệu, nhưng mà mình chỉ đóng khoảng 5-6 triệu thôi. Thì vào 4 lần, mỗi một lần là cách nhau một tháng. Căn bệnh của em á là lúc trước khi quen bạn này là em đã bị căn bệnh đó rồi. Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà tức sau đó em mới nói với bạn này. Bệnh này em đã bị từ lúc mà hồi năm 2 đại học. Rồi xong sau này khi mà lên sau đại học rồi gặp các bạn này. Tại vì em cũng suy nghĩ trong đầu là cái bệnh này nói chung là nó cũng ảnh hưởng tới việc đường con cái sau này á. Mà nhiều khi trong quá trình sinh nó sẽ nguy hiểm. Tại vì cái bệnh này đơn giản là máu khó đông. Đúng rồi. Nói chung là thương thì thương, nhưng mà em muốn làm rõ là muốn phải rõ ràng. Đúng rồi. Thế nhưng mà cái điều này gia đình em có biết hay không? Thật ra là sau cái chương trình này á, đến cái thời điểm này á thì thật ra là gia đình bên em cũng không có biết. Và nếu qua chương trình này mà ba mẹ em ở nhà có coi á thì con cũng gửi lời là cảm ơn ba mẹ. Tại vì con cũng chưa có bao giờ tâm sự với không ba mẹ về điều này. Và thật sự là em cũng sợ tổn thương đến bà xã, là sợ bà xã nghĩ là ví dụ như gia đình bên chồng mà không đồng ý như vậy thì cũng ấy. Nhưng mà cũng may mắn là tụi em khi mà cưới nhau rồi thì cũng có sinh bé đồ bình thường, nó không có ảnh hưởng gì hết. Dạ, mỗi lần là anh này phải từ dưới An Giang á, từ lúc đó anh thất nghiệp nên anh về quê để mà tìm công việc mới, để hạn chế việc mà trọ đồ này nọ. Anh từ dưới quê lên chăm em. Nói chung bên em thì biết rõ. Nói chung là mẹ em nói là mặc dù hai đứa em mà sau này không có lên duyên vợ chồng thì cũng xem anh này như con cháu, con tại, trai vì, thôi. Dạ, tại vì cũng đã chăm sóc cho mình. Dạ. Lúc đó tình yêu đã mặn nồng chưa? Nói chung cái nụ hôn đầu tiên của tụi đó, em lại trong bệnh viện. Nụ hôn đầu tiên của bạn này á là sau khi mà bạn điều trị bệnh xong á thì mới bắt đầu á là tìm cách dụ bạn. Trời đất ơi, bạn này là người phụ nữ truyền thống anh ơi, sợ lắm. Ủa, lý do sao vậy? Len ơi, Len, em tâm sự đi, tại sao em lại sợ nụ hôn như vậy? Tại anh này người yêu đầu tiên đó, giờ chưa yêu ai nên ngại lắm. Ủa, em dụ sao bả cho em hôn vậy? Thì bữa đó em mới rủ bả đi ra chỗ bến Bạch Đằng á chị, lúc đó nó còn vắng đấy. Xong rồi một trái dừa mà 60.000 đấy, mà lúc đó thời sinh viên nghèo gần chết làm gì có tiền. Xong kêu mỗi đứa một trái dừa, trời ơi, 120 thì đó. Xong bắt đầu đợi lúc bả cắm cổ cắm đầu bả uống. Uống thì bắt đầu quay qua hôn hôn má thôi, mà chỉ hôn má thôi. Trời ơi, 120.000 hôn được có cái má thôi, được cái má rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó chắc chắn là em cũng cảm giác đúng không? Tại vì đưa cho chỗ tối anh. Xong á, sau khi dụ được cái đó rồi bắt đầu lát dụ tiếp. Dụ tiếp hả? Nhưng mà ngồi ở chỗ đó hả? Ngồi chỗ đó luôn, dụ tiếp. Dụ sao? Dụ sao? Bắt đầu thì mới nói là nhìn kìa. Kiểu là giống như chỉ chăm chỉ sao rồi. Bắt đầu là đưa cái mặt sẵn gì nè. Bắt quay qua là cái mồi bắt đụng. Thế là đâu có cho bắt rồi. Phải nắm tay lại. Thiết lại. Siết liệt. Cạp luôn. Liền. Là lúc đó là mới bắt đầu không được. Rồi cái nụ hôn đầu tiên em thấy sao? Lạ. Tại vì trước giờ đâu có quen ai đâu. Nói chung là như đàn ông á, nhìn ai cũng thích. Nhưng mà anh này xuất hiện giống như là gọi là hoàng tử ếch của em á. Em hồi đó em mê phim hoàng tử ếch lắm. Xong sau ngày hôm đó là bạn ấy sợ lắm. Mỗi lần á là rủ đi đâu chơi á là phải đi chỗ thanh thiên bạch nhật, chứ không có đi chỗ tối nữa. Vậy là chắc tụi em không có cái đêm trước tân hôn đâu ha. Không, tụi em không có đêm trước tân hôn. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn. Rồi sao, cái đêm tân hôn có thú vị không em? Cái đêm tân hôn lãng sao? Lãng cái đêm tân hôn á là hai vợ chồng á là về dưới quê. Bà này bà nói trước khi cưới, bà nói thôi anh ơi đợi lên Sài Gòn đi. Nhưng mà chị nghĩ coi, nghĩ sao đè nén mà bắt đợi mà. Trời, bao nhiêu năm nhà em có 10 anh chị em lận, mỗi người về đám cưới rất là đông, mà có cái phòng á thì có chút xíu thôi.
mà xung quanh thì cũng còn anh chị ngủ thì em cũng sợ lắm, nên là lấy cái màn quanh hết cái phòng lại. Xong đó là tối đó là lựa thời cơ là mọi người còn đang nói chuyện bàn tán xôn xao, mới 7 giờ ngủ ba vô phòng, em ơi vô phòng chơi đi nói chuyện vui lắm. Thì thế là phải giở trò liền chứ, để không lại xảy nữa làm sao. Thế là cũng làm được, nhưng mà thêm cái chổng tre nữa chứ. Nó kẹt làm mà thở. Làm mà thở sợ. Cảm giác là người xung quanh người ta biết thì chắc chết. Có vẻ nhẹ nhàng đúng không? Thôi cứ làm mà nhẹ nhàng mà từ từ cho nó xong chuyện, để cho rồi coi như mình có đêm tân hôn đó. Đúng rồi, là cuối cùng vẫn có đúng không? Dạ vẫn có. Nghe kể tưởng tượng không có không. Tôi không phải nhiều chuyện đâu, muốn lễ tim. Nhưng mà em trước khi mà đến với cái đêm tân hôn như vậy đó, là em có tưởng tượng và em hình dung ra được cái đêm tân hôn nó như thế nào không? Có lãng mạn như thế nào không? Anh setup đàng hoàng hết chứ bộ. Trong đầu anh suy nghĩ là đợi lên Sài Gòn chỉ có hai đứa thôi, giống như một cái không gian lãng mạn nè, nhưng mà mình không có tự nguyện. Anh đứng đâu đó trong góc phòng, em ngồi ở trên giường á, nhưng mà làm sao để em đi tới cái chỗ đó, tự nguyện đi tới chỗ đó, rồi ảnh phải ẵm em lại giường rồi mới được. Mà rốt cuộc là một cái chổng tre, một cái chổng tre có két và những tiếng thở mà sợ hãi. Kêu thảm là tiếng thở. Em nói là thôi giờ giữ đi, lên Sài Gòn đi, rồi có, tại vì có mấy ngày là lên rồi. Nhưng mà anh nói sao không, không được, phòng tân hôn mà không có làm gì nó bị xui, nó không may. Trời, bị xui rồi đó. Nhưng mà hôm đó hỏi thiệt em nha, em thấy có thích không? Không. Bữa đó là coi như là cho có thôi đúng không? Em tiếc lắm luôn á, giờ cho em quay ngược thời gian lại em cũng chừa lên trên đây. Rồi bao giờ mới thấy thích nè? Lên Sài Gòn đúng không? Lên Sài Gòn là mới thích. À, coi như là tất cả mọi thứ cũng tốt đẹp hết. À, con em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 7 tuổi. Là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Tụi em lấy nhau mấy năm rồi? 7 năm rồi đó, nhỏ 7 tuổi. Tất cả mọi thứ và trước đó là quen mấy năm nữa đúng không? Đã qua thấu hiểu nhau rồi. Rồi giờ ở với nhau thì có những tật xấu gì lòi ra không? Có chứ. Lên. Nói chung anh này là em may mắn lắm. Anh này rất là tỉ mỉ, rất là sạch sẽ. Nói chung là ngủ lúc nào gói cũng hả, có cái khăn trải lên trên gói là biết là sạch sẽ rồi ha. Về nhà là chu toàn cơm nước rồi này kia, đi làm về sớm là có cơm sẵn nóng, pha cà phê sẵn để em tủ lạnh cho em luôn. Nấu cho em, lo cho em. Dạ, nhưng mà có tật xấu là cái tôi rất là lớn. Không bao giờ gọi là anh cầm cái chổi quét nhà, không bao giờ quét. Anh đi rửa chén không bao giờ làm. Mặc dù bình thường là anh là người về sớm là anh người chuẩn bị hết công việc ở nhà, nấu ăn, nấu đồ rất là ok, nấu rất là ngon. Mà bắt làm là không làm, phải để tự động, tự nhìn thấy làm chứ đừng bao giờ bắt anh làm. Khoái ngọt không? Khoái ngọt nhưng mà ngặt, các em không có ngọt. Rồi bây giờ tới em đó Đạt. Vợ em thì nói chung là tính tình của bạn này thì thật thà. Với lại cái nữa là bạn giống như là nữ hoàng quan mang vậy. Ví dụ như ở dưới quê mà có ai điện về bạn hỏi thăm mà có người ta bệnh, cái bắt đầu bạn sáng hôm sau bắt đầu hoang mang, chẳng biết giờ này uống thuốc chưa, ăn gì giờ trời, không biết giờ này dưới đang làm gì nữa. Kiểu là người thân dưới quê mà có bệnh cái là bả trên này là lo hoang mang lắm, lo xa. Kiểu là bả sợ tùm lum thứ, với cái nữa là suy diễn lung tung. Ví dụ như diễn là gần gần nhau đó, dắt xe đi ra đường để đi công việc hay gì á, không biết đi giờ này tới chưa, rồi can đúng giờ để gọi điện, rồi đi không biết có bị gì không, kiểu vậy đó. Rồi cái nữa là bạn này á là không bao giờ dạ, quen em bây giờ ha, làm vợ em 7 năm không bao giờ em nói chuyện gì nói cũng chứ không bao giờ dạ. Tại bà ỷ bà lớn 2 tuổi đó, bà ỷ bà làm chị 8 năm dưới mà còn làm chị hoài. Trời, xấu gì? Ghen là một cây luôn. Ví dụ một câu chuyện gì ghen? Ví dụ như em mời rủ bạn bè đồng nghiệp á đi ăn, dắt bả đi ăn cùng, mà em lỡ đi em gấp đồ ăn cho mấy đứa kia, em ngồi nói chuyện tám gẫu nó nhiều quá mà em cười hố hố mà quên gấp đồ ăn cho bả là xong, mặt bả nụ một đống. Nghĩ nói chuyện trong bàn tiệc, nghĩ nói chuyện trên đường về, chở gì hỏi gì cũng không nói hết. Giận trong bao lâu? Một ngày sau mới nói chuyện lại. Ủa rồi hai đứa được, có bé trai thôi là chưa có nghĩ là sẽ có thêm bé nào nữa à? Dạ chắc là em có hai bé. Nhưng mà bé mất 18 tháng. Là bé bị thoát vị cơ hoành á. Mà hai vợ chồng không có phát hiện được. Cái cơ mà nó ngăn giữa cái lồng ngực với lại cái bộ phận nội tạng bên trên, tim với phổi ấy, thì khi mà cái cơ đó nó to quá, nó vỡ ra thì cái ruột á nó trào lên, nó đè cái tim với lại cái phổi đi. Không ai ngờ được là tại vì bé đi rất là nhanh. Tức là 5 giờ sáng vô bệnh viện là tới 1 giờ là bé mất. Nên em biết. Nói chung là không có cái nói là cuộc đời em rất là may mắn. Chồng con rất là, anh này rất là ok, rất là hoàn hảo luôn. Đối với bản thân em, cái căn bệnh không có vấn đề hết á. Em chỉ có cái là cú sốc của em là bé nhỏ. Bây giờ chị nghĩ như vậy nè. Mọi chuyện thì nó cũng đã là quá khứ rồi. Tụi em còn phải bước tiếp. Tại vì thằng bé nó là 7 tuổi thì nó cũng chưa phải cái tuổi mà gọi là lớn. Mình dồn tất cả những cái gì mà sức khỏe cũng như tình thương của mình dồn cho thằng cu. Rồi thì mình lại tiếp tục nữa. Cái đó là trời cho sẽ có nữa, một em bé nữa. Thì là chị nghĩ là thôi bây giờ thì cái nỗi buồn á mình gói lại để mà mình tiếp tục bước, đúng không em?
Đó, giống như là ngày hôm nay á, mà tụi em tham gia chương trình này là đầu tiên là tụi chị phải rất cảm ơn tụi em. Tụi em quý mến chương trình lắm thì tụi em mới tham gia, đúng không? Dạ, tại vì nói chung lúc đầu em cũng tìm hiểu thì nói chung cũng rất thích, cũng theo dõi rất là lâu rồi. Thì cái yêu cầu chương trình là để mà được mà gặp vợ chồng son là phải từ 5 năm trở lại. Tụi em thì đã vượt quá rồi, đã hơn 7 năm rồi. Nên tụi em chỉ đăng ký gọi là để mà thứ nhất là có một cái kỷ niệm gì trong thời gian yêu nhau cho tới giờ. Tức là tụi em muốn nói là tính thời điểm này đã hơn 7 năm nhưng mà tụi em vẫn giữ được cho tới khoảng 98-99%. Dạ, đúng rồi, cho tới cái thời mà mới yêu nhau, mới cưới nhau. Thứ hai nữa là tụi em muốn gọi là lấy lại động lực cho mình để mà có cơ hội để nói ra. Tại thật chất á, cái này á, là việc mà bé con của em là cũng ít người biết. Nói chung em cũng giữ thời gian rất là lâu rồi, em cảm thấy rất là khó thở khi mình không có được bày tỏ được á, không được thoát ra. Nên tham gia chương trình để mà em lấy lại năng lượng, để mà qua chương trình em có thể nói được và em có thể lấy lại được cái giải tỏa. Tức là em giải tỏa được những cái u uất mà em giữ bấy lâu nay, đúng không? Thì thôi, nếu mà cái suy nghĩ của em như vậy chị thấy là hoàn toàn chính xác. Và ngày hôm nay em đã nói ra được, em đã nói ra được rất nhiều thứ từ lúc yêu nhau cho đến thời điểm bây giờ. Thì chương trình thì cũng chỉ mong là sau đây vợ chồng em sẽ lấy lại niềm tin trong cuộc sống nè, là lấy lại cái niềm vui, cái hạnh phúc mà mình đã chịu cái áp lực đó, để rồi sau khi vượt qua tất cả mọi thứ như vậy thì tụi em sẽ lại có một cái tin vui nữa. Thì mà muốn có thêm không? Chắc là anh Bin phải chúc. Thì anh thay mặt chương trình cảm ơn các em và chúc cho hai vợ chồng sẽ lấy lại phong độ, hưng phấn, hòa hợp và đặc biệt là qua năm sau sẽ là một bé gái đến với gia đình chúng ta. Đó, cái đó hay đó, cái đó hay đó. Xin phép giới thiệu, chào cô Hồng Vân, chào quý Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thái Đông Triển, hiện nay là đang ở phường 3 quận 6 và công việc chính là làm graphic designer với là media tại nhà. Phường 3 quận 6 là ở phường 3 quận 6 ở Sài Gòn hả? Dạ dạ. Ủa, Triển làm gì Triển? Dạ, graphic designer. Graphic designer. Dạ, thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Đó. Ủa, thiết kế poster, phim, ảnh đồ được không? Dạ được hết. Được hết luôn. Dạ, đúng. Chúc lấy số nha. Dạ dạ. Anh đang rất cần luôn á, anh sẽ đưa em vào showbiz luôn nha. Dạ. Nếu mà được. Rồi mời em. Dạ, con chào Hồng Vân. Dạ, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phan Thị Mỹ Phụng, nhà cũng ở phường 3 quận 6, hiện đang làm bí thư đoàn phường. Bí thư đoàn phường. Bí thư đoàn. Dễ thương quá. Chắc có lẽ là trong một cái đợt này, một cái dịp phường đó, cần làm phường một cái gì đó về affix, những cái tờ phướng poster về affix, và thế là em đã cùng đích thân đi tra nghề rồi. Coi có ai không có ai là thiết kế bản hiệu rồi không đó. Thế là em đi đến chỗ của Triển và gặp, và em phát hiện ra cô bé này dễ thương quá và làm coi như thiết kế xong. Vì dễ thương cho nên không lấy tiền. Chính vì cái nghĩa cử không lấy tiền mà em cảm mến ảnh. Và từ đó là hai đứa biết nhau, đúng không? Dạ không đúng. Không đúng luôn. Tại vì thường á, chị Kim đó, sao nghĩ cũng ai vua đây em nghĩ. Hả? Lâu lâu chú Thuận sao ngủ á, chúc người ta có bầu là có liền. Mà sao đoán không bao giờ trúng nhà ta. Thôi bây giờ mời em giới thiệu. Mời em nói lớn lên đi con. Cái lần đầu tiên mà gặp, thường các cặp đôi khác là người ta thấy mặt nhau. Còn đây hai vợ chồng gặp không có ai thấy mặt ai hết trơn, tới thui. Sao vậy? Tại hôm đó là có cái liên quan các ca khúc cách mạng của thành đoàn tổ chức. Thì hai vợ chồng thì chồng thì đi chỉnh âm thanh cho cái chương trình đó, còn vợ thì đại diện của quận đi theo văn nghệ. Cắt rồi lao cây răng nó dính son, đợi xíu lên hình sẽ xấu. Không sao, bà có cái răng khểnh. Ủa em tên gì anh Minh? Dạ Mỹ Phụng. Mỹ Phụng. Triển. Phụng. Triển. Phải lao thôi, cái son nó dính răng. Dạ. Dính son. Phải lao thì khẩn này lỗ. Tại vì bà có cái răng khẩn đó. Bà hai răng khẩn luôn. Ủa, Phụng ăn khẩn luôn hả? Dạ. Hồi nhỏ ăn kẹo á, cái bị lung lay, không cho nhổ đau, không cho nhổ khẩn luôn. Vậy hả? Dạ. Cái quê thì gọi là răng nanh đó. Đâu khoái cạp lắm, con khoái cạp ta. Cặp bắp á. Rồi, đưa một cái khăn cho Phụng cầm luôn đi con, để lỡ mà có ấy nháy nháy. Nháy nháy là Phụng biết để lau. Lau nữa đi. Lau nữa đi. Chơi chồng. Ok, sạch sành xanh đẹp. Rồi bắt đầu nha. Kể lại từ cái chỗ mà từ chỗ đi, từ chỗ gặp nhau trong bóng tối á. Hai ba kể. Hai vợ chồng là gặp nhau là không có thấy mặt. Ủa, do là cái hôm đó là thi cái liên quan chương trình ca khúc cách mạng của thành đoàn tổ chức á, thì thi ở tuốt bên quận 12. Mà hôm đó là cũng tháng 10, cũng tháng 9, tháng 10 thì mưa nhiều nữa, nên là đèn đớn là tắt hết. Mà cũng cơ duyên nữa, do là con là cũng ở đó là tới trưa, từ trưa cho tới chiều tối rồi mà thấy mưa không có chạy điện được á, thì thành ra định đi về. Thì cái anh bên quận thì bắt phải quay lên lại, phải thử nhẹ cho bằng được tại mai thi rồi. Thì buổi chiều hôm đó thì anh này mới lên. Anh này lên thì anh ngồi coi mấy cái clip, coi có bị sai này nọ để chỉnh cho cái đơn vị. Và gặp con thì con cũng nói nhiều nữa, con lần đoàn con ngồi sau lưng ổng nè. Cái con nói chuyện với chú kia. Nhưng mà cái anh này anh cứ chọt lâu lâu cái đoạn này sai nè. Cái mình khó, ông này sao mà khó chịu. Gặp cái ông này nó về biết hỏi đơn vị có biết anh tên Triển không,
mình suy nghĩ trong đầu làm như nổi tiếng làm sao mà phải biến lên tinh triển tiên triển. Nhưng mà con cũng thắc mắc, con cũng hỏi cái anh ở phường con, ở quận con á, thì anh nói là anh đó anh làm mấy cái info này nọ cho thành đoàn, cho trung ương này nọ, mấy cái tuyên truyền cũng hay lắm. Cái con cũng tìm hiểu con coi, rồi tối về con xài Facebook con kiếm con nhắn tin với ảnh. Là con chủ động luôn. Con chủ động. Nhưng mà làm sao cái lúc mà con ngồi con chỉnh âm thanh á, là lúc đó sao mà không thấy mặt được ta? Ngồi ngay sau lưng dạ, tại vì ngồi trước mặt chứ. Con đâu, bé đang ngồi sau lưng chuyển. Đúng rồi. Nhưng mà cái xung quanh tụi con là tối thui và chỉ có sân khấu là nó hơi sáng đèn thôi. Đúng rồi. Trong cánh gà đó phải không? Trong phía trong cho nên là không thấy mặt nhau. Nhưng mà vẫn thấy mờ mờ chứ đúng không? Thấy cái dáng người là hơi đô vậy thôi. Đô. Nhưng mà khi mà con tìm Facebook á, của ảnh á, thì lúc đó con thấy sao? Nhìn cái mặt ở trong hình á thì thấy ngon lắm con. Thấy đó, thẳng thắn luôn. Rồi bây giờ ông Triển thì chắc có lẽ là hơi nhẹ nhàng hơn xíu đúng không? Đó rồi, nhưng mà Triển cái lúc mà quay xuống nhìn thấy cô gái này thì có ấn tượng gì về cổ không? Đặc biệt là hai cái răng khểnh của cổ. Dạ đúng, hôm đó thì con phụ trách về mặt kiểm tra âm thanh với lại video các đơn vị thì tham gia dự thi á. Thì tới cái đơn vị này thì do là nạp trễ á, cũng gần cuối giờ mà trời mưa nữa, tối nữa. Thì chỉ con chỉ ngồi máy tính thôi. Còn cái cô này ở sau thì lúc đó là cô thì cứ nói hoài, rồi con mới chọt vô mấy câu như là chỗ này sai nè, điều chỉnh rồi xong rồi cái cổ nhờ là chỉnh thôi anh chỉnh giùm em luôn đi, thì con nói là sao anh có thời gian được, còn không thì ngày mai anh chỉnh chứ giờ đâu có chỉnh được. Nhưng mà thật ra là cũng hơi khó chịu đúng không? Tại vì đã nộp trễ rồi mà còn bị nói nhiều nữa. Dạ thật ra thì con tính con dễ chịu lắm, con hỗ trợ hết các đơn vị lúc mà tham gia chương trình, là tất cả đơn vị nhiều khi là xử lý tại chỗ luôn. Chứ không phải là khó chịu với người ta. Thì cô này cứ nói hoài thì cũng có thấy cô này sao ngộ quá, mình đâu có quen biết gì mà cô cứ nói sau lưng mình hoài, chọc mình hoài, mình cũng có ấn tượng. Rồi xong là tối về bữa đó thì cô cũng nhắn tin hỏi thăm trước, rồi xong rồi con kết bạn trả lời. Thì nhưng mà lúc con thấy mặt của cổ thì sao, có thấy ngon giống như là cổ thì như... hôm một hai ngày sau á là xong chương trình đó thì tụi con mới thôi rảnh ra cà phê với anh đó. Thì cà phê thấy ngon không, ta đang hỏi mà không trả lời vậy cho cái giây phút mà quay xuống đó cái quay giây phút mà đang chỉnh cái nghe cái bà nào sao nói hoài đó, không có thấy mặt, không có thấy mặt, hôm đó là con không thấy mặt, tối hù không thấy mặt. Bé này về nó thấy Facebook mà thấy ngon nó mới chủ động, còn bây giờ chuyển con cũng có Facebook. Dạ đúng rồi, các bạn thì con cũng phải kiểm tra Facebook, dạ thấy cũng ok đẹp, ok chứ chưa ngon. Dạ đẹp rồi. Nhưng mà ông này là người chủ động đủ uống cà phê. Dạ đúng rồi. Rồi lần cà phê đó có cái gì tiến triển hơn không? Dạ cà phê thì hôm đó thì hẹn cà phê và bạn này nói là bạn không có xe hay gì, thì con mới chạy qua tới gần cái chỗ mà bạn làm chương trình đó. Hôm đó là bạn có chương trình nữa, thì qua mới đón bạn đi, thì đợi bạn xíu rồi đón bạn đi chạy lên phố đi bộ đi cà phê. Thì hôm đó thì lần đầu tiên hai người mới nhìn mặt được nhau, mới thấy rõ mặt nhau. Thì hôm đó không? Nói chung là hôm đó thì mặt của vợ con lúc đó thì lúc nào cũng đỏ bừng hết trơn. Mắt đỏ. Dạ đúng rồi. Sao vậy con, sao tự nhiên đỏ là sao? Dạ tại con ngại. Tại vì tính ra lần đầu gặp mà cũng hả, nắm tay hôn người ta rồi. Thấy chưa? Trời ơi, bởi hỏi tại sao mặt nhỏ đỏ, nó phải có lý do tự nhiên đỏ. Ông tên Triển cho nên ông gặp ông Triển khai liền. Triển liền luôn á. Dạ, dạ đúng rồi, giống như là không biết sao tự nhiên cái lúc mà hai đứa đi thang máy cái tự nhiên nắm tay. Trời ơi. Nghe nè, bả để yên đó. Thì người ta đỏ mặt là biết rồi. Xong cái sắp lấy xe ra về thì lấy xe ra về thì chở về luôn chứ đâu có ghé đâu nữa, thì mới lén hung cái lên má. Trời ơi, tưởng con hiền lắm, ai vậy cũng dễ sợ. Dạ con hiền lắm, con hiền lắm. Ủa, con nghĩ là mới lúc là... con có suy nghĩ gì không? Lần đầu nghĩ, sao mới gặp lần đầu mà nắm tay rồi hung con, có sợ hãi lúc không? Đó con không sợ mà con thấy khoái. tại vì con cũng đang thích ổng đó, ông này làm lẹ quá, ok mình cũng cho ổng lẹ luôn. Vậy đó, rồi tối mới về thủng thức không? Nói chung là cũng dạ cũng ngủ được, tại vì con có kinh nghiệm quen với anh trước rồi, còn anh này thì chắc chưa. Đây là mối tình đầu luôn á chị? Dạ cũng không phải là mối tình đầu, nhưng mà thực chất là con cũng quay có một hai bạn thôi trước đó thôi, cho nên là nhiều khi cũng có những cái tự nhiên á, phản xạ tự nhiên bỡ ngỡ, rồi về mình cũng suy nghĩ là ủa sao lúc đó mình lại nắm tay mình lại hung vậy ta, có ngại phải không, rồi mới nhắn tin xin lỗi chị bạn này lúc đó là bạn, thì vợ con mới nói thôi không sao đâu, không sao mình gặp tiếp. Rồi lần sau gặp có cái gì nó tăng đô lên không? Dạ thì tụi con thì cũng bắt đầu coi như là hẹn hò nhau thì cũng mấy tháng sau thì cũng tiến đến cưới luôn rồi. Nhưng mà cái lúc đó thời điểm đó là bắt đầu là thời điểm đó là bắt đầu cũng có dịch Covid rồi đó. Thành ra là lúc đó thì con cũng vừa mới nghỉ làm ở tại cái đơn vị cũ, thì để ra tự mở shop làm, thì coi như là hai người thì gặp nhau thường xuyên hơn. Sau đó con dọn về quận 6 gần nhà bạn luôn để dễ mà dễ qua lại. Dạ đúng rồi, dễ qua lại. Nhưng mà mấy ngày bao lâu sau lúc gặp thì con tỏ tình với bạn này chính thức? Dạ tỏ tình thì chắc vợ con lúc đó tỏ tình trước. Vợ con tỏ tình con hả? Không, bây giờ có nghĩa là cô ấy chủ động. Cô ấy chủ động coi Facebook rồi nói chung nắm tay rồi xong cái cũng chủ động cái má. Là sao rồi, con tỏ tình sao? Rồi chủ động tỏ tình luôn.
Dạ, là sao? Thật ra là con thấy con giống bạn trai, còn chồng con giống bạn gái hơn. Tại vì cái gì con cũng chủ động á, tự chuyện làm quen. Ừ thôi, bây giờ rốt cuộc là mình có phải là bạn gái, em có phải là bạn gái của anh không? Thì ảnh cứ mập mờ là ừ cũng có nó thôi, vậy giờ chốt bạn gái. Ngay cả cái khi mà đi đăng ký kết hôn á, em cũng cho ảnh có 3 ngày thôi là anh phải đi làm cái giấy xác nhận độc thân để đi đăng ký kết hôn. Em muốn ngày đó là phải ngày đó. Ngày cưới như vậy. Nhưng mà từ lúc quen là mấy hôm sau là con chủ động con tỏ tình. Dạ đúng rồi. Là con mấy ngày sau? Chắc cũng khoảng chừng một tháng mấy tìm hiểu ạ. Tỏ tình sao? Con tỏ tình sao? Thì nói vậy giờ em bạn gái anh nha. Vậy anh ừ dạ vậy thôi đó. Ủa anh chứ không là bạn gái nghe. Không, tại vì lúc đó là hai đứa đã hẹn hò thì dạ. Đã ngồi phía sau là đã ôm nhau đã rồi. Có hôn lắm là, nhưng mà con mặc định là bạn gái dạ. Rồi đúng không? Dạ, tới là tại vì tính con cũng hơi lúc đó hơi ngại. Thật ra nói chung là tính mình cũng hơi ngại á. Mình không có dám mở lời trước. Chứ cũng tính làm cầu hôn hoành tráng các kiểu, nhưng mà dạ mở lời trước thôi. Dạ ok. Rồi chừng nào mới tặng nhẫn? Dạ nhẫn thì tới cưới là tới cưới mới tặng luôn. Có nghĩa là từ đầu là coi như là Phương chủ động hết luôn. Rồi bây giờ cái vụ mà hôn môi đó, không biết là hỏi thẳng luôn chứ giờ hỏi sao quần nó mệt đó. Đó cái vụ cái nụ hôn đầu tiên đó là có phải là Phương chủ động luôn không? Dạ không. Cái đầu tiên thì là chồng chủ động. Không, cái hôn má là không tính nha. Cái hôn má là không tính nha. Dạ cái hôn môi cũng là chồng chủ động. Ờ mừng quá. Dạ lúc đó thì là bạn gái rồi cho nên mình cũng tự tin hơn rồi. Dạ sau đó thì vợ một ngày, nói chung là khi con ở quận 6 rồi đó thì hai vợ chồng đi tới luôn, gặp nhau thường xuyên luôn. Thì vợ hầu như là đi làm về là ở bên nhà con tới tối mới về nhà. Coi như là ở suốt vậy đó. Rồi xong rồi cái có ngày cái vợ nói ngày 19 tháng 5 tới đẹp nè anh. Cái hỏi ngày gì? Anh nói cái hỏi em ngày gì? Cái xong em nói ngày sinh nhật bác vậy. Xong rồi nói đúng rồi đi sinh nhật bác đăng ký kết hôn đi anh. Mà trong đó là còn có 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa thôi thì tại vì con ở Tiền Giang mà quê Tiền Giang, hậu khẩu Tiền Giang cho nên là phải về dưới xin giấy độc thân nữa. Thì trong đinh ninh tâm trí của mình là đăng ký kết hôn cũng phải suy nghĩ ngày chọn ngày rồi cho nó đàng hoàng rồi cũng phải chuẩn bị này nọ. Xong nó nói em chuẩn bị giấy đầu đăng ký để xác nhận độc thân luôn rồi, tại làm ở ủy ban á nhanh lắm. Xong rồi con có 3 ngày mà trong đó là cái ngày con chỉ còn thứ bảy, chủ nhật và thứ hai thôi. Hai ngày kia không làm. Là chỉ còn có sáng thứ bảy thôi thì con mới điện về dưới quê cho đứa em của con đây, em ra xã xác nhận độc thân giùm anh không. Thì nó cũng ra xã xong thì cán bộ thì nói là phải trực tiếp về chứ đâu có được xác nhận giùm. Đó phải tức tốc chạy về quê, xong sáng thứ hai là về quê đăng ký, xong rồi là tới chiều thứ hai là bắt xe chạy ngược lên thành phố là chạy vô ủy ban đăng ký liền. Tức là ở An Giang là nó xa. Dạ, không, Tiền Giang. À Tiền Giang cũng Giang, gần. Cái này cũng gần. Dạ. Đó, có nghĩa là tất cả mọi thứ là có nghĩa là cổ canh sắp canh ngày sinh nhật Bác Hồ. Cho nên bắt buộc là phải ở cái ngày đó, ngày đó ngày tốt. Nhớ hay sao? Dạ một phần là dễ nhớ, với lại hai đứa con cũng là đảng viên á. Dạ với lại cái kỷ niệm gặp nhau cũng là tổ chức đoàn nữa. Dạ cho nên là con muốn cái ngày kỷ niệm ngày cưới nó cũng gắn kết với nhau. Coi như là lấy cái ngày đăng ký kết hôn là cái ngày ấy ngày kỷ niệm luôn. Luôn sau đó thì bao nhiêu lâu mới đám cưới? Dạ cái lúc đó thì đang dịch Covid á, cho nên là sau cái dịch Covid xong thì tụi con sắp xếp cuối năm đám cưới mà cũng dời tới 2-3 lần. Thì cuối cùng thì tháng 12 tụi con mới tổ chức đám cưới được. Thì lúc đó mới đây đúng không? Dạ 2021 thì mới đây đó. Dạ đó. Thì được 7 tháng ha. Dạ. Dạ thì cưới xong thì tụi con là vừa để tổ chức đám cưới xong thì hai bữa sau là thành phố phong tỏa luôn. Wow. Là, cái thời điểm mà hên lắm. Hên thiệt, con thấy hên thiệt. Cái thời điểm mà tính là làm đám cưới rước dâu đã nhà hàng á. Là ngay trên cái địa bàn phường con là nó có một cái ca cái anh phi công á. Kế bên hẻm. Thì tối hôm đó là tại vì ở dưới Tiền Giang thì mẹ chồng con là vẫn muốn làm, tại dưới Tiền Giang thì chưa có vấn đề gì hết. Nên là chị chống chế là chị rước hai vợ chồng con với lại ba mẹ với lại một số cô dì còn ngoài họ là có 6-7 người thôi, giờ không cho ai đi theo nữa hết. Thì tính là vậy, tối hôm đó cái anh tài xế taxi á cancel không có chạy xe, cái con phải ngồi xe chung với là đoàn khách. Đó giờ về dưới lúc đó là cũng căng não lắm á. Dạ. Tại vì mình cũng xong. Dạ, tại vì lúc đó là nghe tới dịch là tụi con hủy thông báo hủy hết luôn mà đã gửi thiệp mời hết rồi. Thì thông báo hủy hết rồi, đợt sau giờ thì đi gửi thiệp một lần nữa. Rồi lại mắc mé là bị nữa. Mà tại vì lúc đó mình cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, ngay cả nhà hàng rồi cả họ hàng này nọ đã xong hết rồi. Thì tự nhiên làm sao may mắn làm được, rồi xong bữa sau mấy bữa sau thì phòng thành phố phong tỏa thì may quá rồi là cũng may. Dạ. Chứ mà giờ một lần nữa là nó nhất tâm ba bận. Dạ. Rồi cái em bé có em bé chưa? Dạ có. Em bé được gần 10 tháng à. Ủa tức là tụi con có em bé ngay trong thời điểm dịch luôn. Đám cưới xong khoảng tết là con có em bé, có tính cái em bé cái trong thời điểm dịch là đang bầu thì đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là vừa cưới xong là dịch mà đúng không? Dạ là phong tỏa luôn. Hai ngày em sao phong tỏa? Phong tỏa là hai đứa có được ở gần nhau không? Dạ ở chung luôn rồi. Lúc đó là tụi con dọn về nhà ở chung luôn rồi. Là nghĩa là ở rể đó. Dạ tức là sau khi tụi con đăng ký kết hôn coi như là tụi con đã dọn ở chung rồi. Tại vì đáng lẽ là cưới là trước tháng 7 phải. Nhưng mà dịch sợ dịch đó dài. Rồi cũng dài một hai lần vậy đó. Vừa cưới xong chưa kịp coi như là đi tận hưởng nữa
thì lại là dính dịch đó, rồi mang bầu rồi đẻ con. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến tâm lý không? Tâm lý và sức khỏe không? À, dạ, cái thời điểm mang bầu á thì nó có ảnh hưởng tới cái suy nghĩ nhiều lắm, cái tâm lý. Tại vì mình cứ nói với lại mấy bà bạn á là không, bầu chắc tao không có bị stress kiểu như sau sinh hay là nghe lúc bầu đâu. Nhưng mà thật ra là cũng có một cái câu chuyện tại em cũng muốn chia sẻ, nhưng mà này chắc cũng xin lỗi chồng trước. Dạ, thì cái thời điểm đó là khoảng chừng tháng thứ 7, tháng thứ 8 là cũng gần cuối rồi. Mà ở trong nhà suốt nữa, mình không có đi đâu á. Mà cái thời điểm đó thì em có làm thêm một cái ở bên đoàn á, thì em tiếp nhận những cái cuộc gọi điện thoại để tư vấn cũng như là hỗ trợ cái vụ mà đem mấy cái bình oxy xuống cho mấy người dân mà bị ca nặng á. Giống như mình làm tại nhà là như vậy. Mình cũng nhiều khi mình nghe người ta khóc lóc kể lể mình cũng áp lực nữa. Giờ gặp bầu, gặp thời điểm đó là chồng á thì cũng có nhắn tin qua lại với lại một bạn. Thì bạn nữ đó cũng có gia đình rồi. Nhưng mà tại vì kiểu như em thấy là sao mình cũng bầu mà sao chồng không có phụ mình, ví dụ như làm đồ ăn này nọ hay dọn dẹp nhà một xíu, mà chồng nhắn tin người ta nhiều khi tới 3 giờ sáng luôn. Trời, thời điểm đó em biết, em thấy em buồn lắm chị. Em khóc hoài mà em không dám nói chồng nghe, em không chia sẻ. Tới cái đỉnh điểm khi mà em thấy mà cái cường độ nhắn tin nhiều quá, giống như em làm đồ ăn thì chồng chụp, chồng khoe bạn đó, thì chồng cũng khoe là vợ anh nấu cái món này đẹp ngon này nọ, anh thích món này giống vậy. Nói chung là chồng em nhắn tin với lại các bạn đó là kiểu khoe vợ, vợ anh giỏi làm này, vợ anh làm kia này nọ, vợ thai bây giờ thì nghe em bé này nọ nó đạp này nọ, cũng như kiểu khoe vậy đó. Nhưng mà tại vì nhiều khi em thấy vậy em không thích, thì thời điểm đó, dạ đúng rồi, thời điểm bầu á thì em thấy nhạy cảm. Nhưng mà sau khi mà em sinh bé ra rồi á thì em thấy cái em nghĩ lại, em nhìn lại thì em thấy chuyện đó nó cũng bình thường. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà lúc đó sao em không hỏi? Lúc đó sao không hỏi là ủa sao anh nhắn cho ai vậy? Dạ. Bạn đó là cái gì của chồng? Dạ, cái bạn đó thì em cũng có biết, tại vì cái lần đầu gặp bạn đó thì em cũng đi với chồng là lúc đó chồng đi báo cáo cho bên cái tỉnh đó, cái chỗ đó về cái nội dung cái thiết kế của ảnh thì cũng có dẫn vợ theo thì cũng biết thôi. Dạ, nhưng mà do là em hỏi chồng thì chồng nói là chỉ là bạn mà nhắn tin hỏi thăm qua lại này nọ thôi, đâu có gì đâu, do em nhạy cảm không tin tưởng chồng kiểu vậy. Nhưng mà em thì thời điểm đó em thấy là tại nhắn tin nhiều quá mà nhắn mà có những cái câu chuyện chia sẻ với người ta mà vợ không biết, vợ rất là buồn. Nhưng mà Triển, em có nhìn thấy vợ mình khóc không? Thì nói chung là lúc đó thì lúc mà giận thì bà xã em không có nói lý do. Thực là xong rồi cái mình cũng phải cái tìm hiểu hoài là sao giận, tại vì bình thường thì cũng lâu lâu cũng hay giận giỏi rồi nhõng nhẽo vậy đó, thì thành ra cũng không biết, rồi xong rồi cứ giận hoài không hết. Thì thực ra là bản thân con thì làm việc ở nhà cho nên là nhiều khi cũng tâm lý lắm, áp lực lắm. Rồi xong rồi cái vợ giận vậy thì mình cũng phải tìm hiểu, rồi cuối cùng vợ cũng không nói gì hết. Rồi xong rồi thôi mình cũng cố gắng xin lỗi để cho vợ có gì đó vợ nói cho mình biết để hiểu, vợ cũng không nói luôn. Xong rồi cái lần thứ hai nữa tức là vợ lại giận nữa mà không biết giận chuyện gì nữa, mà giận liên tiếp, rồi xong lại mình lại hỏi vợ cũng không nói luôn. Vợ lại nói là một lần rồi giờ không biết này nọ, rồi xong rồi cũng cố gắng rồi xin lỗi này nọ, rồi cuối cùng là đỉnh điểm là lần thứ ba thì vợ mới nói ra là cái câu chuyện là tại vì con nhắn tin với bạn khác như vậy. Thì thật ra lúc đó thì mình cũng biết giải thích sao giờ, tại vì mình có làm cái chuyện đó mình đâu có giấu được, nhưng mà cái góc độ là chuyện nhắn tin với bạn bè này nọ thì lúc trước giờ thì vẫn nhắn tin bình thường, với những các bạn khác thì đồng giới khác giới gì cũng nhắn tin rất là bình thường. Thì lúc đó thì sau đó thì vợ biết vợ không thích thì thôi, lúc đó mình ngưng luôn. Rồi sau câu chuyện đó thì nói chung là cũng hiểu lầm, rồi cũng xin lỗi vợ, rồi cũng hiện nay thì chắc không có đâu. Nhưng mà câu hỏi là cái bạn đó là cái gì của con? Dạ, chỉ là bạn bè thôi. Dạ, thân ở mức độ nào? Mức độ là quý nhau thôi chứ cũng không phải là ở gần nữa, tại vì ở tỉnh khác tỉnh xa lắm. Dạ, có nghĩa là con cảm giác là con nói chuyện với bạn đó là con có thể chia sẻ, con có thể nói được hết những gì trong đầu, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì lúc đó là bạn cũng lập gia đình, con lập gia đình là hai gia đình mới với nhau thì chia sẻ với nhau những câu chuyện á. Thì con cũng khoe vợ thế này, vợ khoe có con thế kia kia. Chứ cũng không phải là nói chuyện nó bậy bạ hay là những cái gì nó bên ngoài, mà chủ yếu là những cái câu chuyện gia đình này nọ vân vân. Thì rồi sau đó thì có một phần là công việc nữa. Đó, thì thôi sau lần đó thì bạn đó cũng không dám nhắn tin nữa. Rồi xong. Mà chồng bạn đó có biết không? Dạ biết chứ. Chồng bạn đó biết, chồng bạn đó có dạ. có la bạn đó không hay là cái đó thì con không biết, nhưng mà trên góc độ thì chắc con nghĩ là không có sao, tại vì cũng biết nhau hết mà. Dạ. Nhưng mà với cô thì cô cảm giác như này là con hơi bị vô tư trong vấn đề. Dạ, đó đúng, rồi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Con vô tư và con kiểu như là cũng hơi vô tâm một chút xíu á. Tại vì thực ra là cái thời điểm mà dịch thì là tất cả mọi người đều ở trong nhà và ai cũng bị bí bách hết trơn, thực sự ai cũng bị hết. Thì con cứ tưởng tượng đi, nếu như con bí bách một thì vợ con sẽ bí bách gấp đôi, gấp ba lần con. Vì cái người phụ nữ khi mang thai cái hormone nó thay đổi, nó kỳ khôi lắm con ơi. Chuyện một nó thành 10 á, nó tác động của mấy cái hormone đó.
đó thì thành ra là thôi để sau này rút kinh nghiệm, ví dụ như có đứa thứ nhì nữa có đứa thứ nhì nữa thì phải rút kinh nghiệm những cái đó, tại vì nói chứ nhắn tin tới 2-3 giờ sáng thì là cũng khó chịu chứ con. Mặc dù là đúng là mình ăn ở không, mình cứ có thể ngủ hoặc ngủ trễ hoặc là mình dậy trễ, nhưng mà điều tức là tự nhiên nó bắt đầu từ 12 giờ đổ đi là cái giờ mà giờ cấm á, giờ chỉ dành cho những người yêu nhau á, những cặp vợ chồng thôi, chứ còn ngoại cái là ngoại một cái là nó có yếu tố nó khác thường liền, đúng không? Với lại cái cảm giác mà ở chung nhà với nhau á mà không nói chuyện mà cứ nhìn thấy cái người kia ngồi nhắn tin cứ rù rì thì đó đó khó chịu vô cùng, khó chịu lắm. Bây giờ tôi tới tôi ngay cả Triển đi, tự nhiên 12 giờ khuya 1 giờ 2 giờ khuya thấy vợ mình ngồi nhắn tin cười khúc khích Triển khó chịu, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi thôi bây giờ tính cái phần như là lấy nhau làm được một bé tới bây giờ là hai vợ chồng đám cưới được bao nhiêu tháng rồi? Dạ từ 7 tháng 8 tháng hơn chứ. Dạ từ 2020 ạ. 2020 lận. Đó là đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn còn mới đám cưới được là từ tháng 12 đúng không? Ừ. Dạ tháng 12 của 2020. Đám cưới xong rồi 2 năm sau phong tỏa toàn phố đó. Đó. Đúng rồi. Đó rồi bây giờ là có những cái tật xấu gì không? Để coi như là hôm nay có dịp để mà mình nói ra. Đó nói ra để cho bên kia ta biết. Vô tâm. Bây giờ còn ta hỏi thôi, biết đâu sao đó rồi người ta khắc phục. Dạ không? Chồng còn vô tâm lắm. Thấy chưa? Vô tâm quá chị Một ơi. Ừ, sau này cái độ vô tâm á, cái level vô tâm á nó lên tới cỡ nào? Nói chung là tại vì thời điểm có bầu á thì con thấy là ảnh vô tâm nhiều, tại suy nghĩ nhiều mà. Bây giờ thì đỡ rồi, tại vì bây giờ có bé con á, ảnh rất là thương bé con. Dạ, giống như cái việc mà sinh bé con ra rồi chăm bé con là ảnh là cũng chăm nhiều hơn vợ nữa. Ảnh ở nhà ảnh làm ở nhà mà. Cho nên là cứ bú sữa hay là thay tã hay là chơi hay là tiêm vaccine hay đó là nhân vật chơi kết nối gì đó là đó, ừ, nhân vật đó là nhân vật kết nối mà chúng ta hơi bị lạc đề là bây giờ đề nghị con phải nói thật xấu. Vô tâm rồi cái gì nữa bây giờ? Chồng ngáy to quá. Ngáy to à, ngáy to không phải là xấu. Có bây giờ nào mà chồng ngáy mà ngủ mà không ngáy phải qua coi còn thở không? Cái đó không phải là tật xấu, cái đó là không có kiềm chế được đâu, cái đó là bản năng rồi. Cái đó là bây giờ nè, hồi trước là cái gì là Phương cũng chủ động hết, bây giờ về nhà thì không biết là ổng có bị động nữa hay không đó. Em hỏi cái gì mà nó lung lung quá, bây giờ về nhà em focus vô, có nghĩa là bây giờ nè, về tất cả mọi chuyện anh ấy có chủ động hay không, hay là anh ấy vẫn là thờ ơ về chuyện gì bị động, chuyện ví dụ tất tần tật chuyện này chuyện kia luôn. Chuyện này chuyện kia là chuyện gì thì nó nói gì đó, nói gì là hiểu rồi đó. Chú nói còn con cái đó. Dạ, giống như là hồi đó là trước khi cưới, trước thi bầu á là chồng chủ động trong mấy cái chuyện ABC đi dép. sau khi cưới là đụng cái là nhột, mà chưa kịp làm gì hết trơn cái chồng nó thôi nhột lắm, thôi nhột lắm là đụng cái ông nhậu, đụng không cái ông nhậu à. Thế bây giờ vẫn vậy luôn hả? Dạ là tất cả bây giờ mà không biết, ví dụ người ta bầu á thì người ta đổi máu đổi nết, còn này con bầu xong là ông đổi máu đổi nết luôn, ông ngán nết đó. Đúng giờ con nói thiệt là con gái thì người ta hay thích ngắt vú. Bây giờ đụng một cái cũng không được chứ đừng nói gì ngắt. Ủa như vậy là anh không có cho con đụng chạm đến cơ thể của anh luôn. Cho nhưng mà nhột quá, hỏi anh quạo cái. Ủa? Không làm ăn nữa gì hết trơn. Ủa gì thì cái chuyện ấy là coi như là mỗi lần mà muốn là con chủ động. Dạ thật ra mỗi lần muốn thì con phải kiếm chuyện giận ảnh. Giận ảnh thì tại vì con có cái câu là đầu giường cãi nhau cuối giường làm quà đó, là tối tự nhiên cái nhẹ nhẹ mèo meo mèo meo meo là bây giờ cứ muốn là mình phải kiếm cớ mình giận. Dạ. Rồi xong để anh làm quề. Dạ để bây giờ này mới hỏi nha, mình đàn ông nha, mình hỏi không gì ngại chứ sao mình phải chủ động chứ sao tự nhiên lại lười chuyện đó? Không, tại vì không phải là lười, nhưng mà tại vì nó công việc của con cũng có nhiều áp lực á, với lại cái chuyện mà thức khuya là nó rất là thường xuyên, cho nên là khi mà cái sức khỏe mình nó không đảm bảo á thì thành ra có những cái tâm lý nó không có tốt để có những cái chuyện đó. Chứ còn có tâm lý tốt thì lúc con tâm lý tốt thì vợ lại mệt. Ví dụ vậy. Dạ, còn cái nhột nó cũng có một phần làm cho con bị tụt mút hả? Con bị nhột quá, nhột trong người á. Dạ nhột nhột thiệt, cái đó là nhột sinh lý thiệt chứ không phải là kiếm cớ mà là nhột thiệt. Đó thì nhiều khi có những người á, không nhiều khi có người bị bệnh nhột á. Đây nè, chị đừng nhận ai những người nào. Bị người này nhột. Nè. Người này rồi em có bị tụt cảm xúc không? Không. Tôi nhột là bắt đầu là tôi dâng vào cảm xúc đó, là chết đi tôi đó. Thì cái đó là khác, em là khác. Tôi nhột quá không? Chọc tôi nhột quá, tôi làm cho hết. Làm cho hết trọt luôn. Còn bạn này là bạn bị nhột mà bạn bị tụt cảm xúc luôn. Rồi nhưng mà nè, ok, nhưng mà nếu như mà chị ngắm cái chuyện này nó kéo dài hoài thì nó có thú vị trong cái đời sống vợ chồng không? Dạ nói chung là trên quan điểm của em thì đời sống vợ chồng thì nó có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Cũng có nhiều cái khác nhau thì nói chung là cái hạn chế của em ở cái chỗ đó thì dạ nói cũng đúng. Thì sao lại khắc phục, dạ. Quyết tâm khắc phục. Với lại cũng sẽ sắp xếp thời gian lại, tại vì hiện nay thời gian của em nó hơi bị loạn nhịp á. Cho nên là có những cái sức khỏe mình nó tâm lý nữa, sức khỏe không cái đồng hồ sinh học mà dạ, nó chưa có cùng nhịp với vợ. Tại vì cô này là làm cơ quan nhà nước cho nên là giờ đúng con giờ là đi làm mà đi về. Còn dân designer đó là bao giờ về khi người ta ngủ. Lúc đó cái sự sáng tạo mới cảm là thức tới sáng, em nhiều khi em cũng nhằn mà em nói hoài em thấy mệt á, mà tại vì sức khỏe không yếu thiệt. Em rất là lo. Anh ngủ tới
anh làm tới sáng rồi tới khoảng chừng 8-9 giờ bắt đầu anh ngủ, anh ngủ tới trưa, anh ngủ có mấy tiếng là giờ anh lại dậy anh làm tiếp. Đó, cho nên cái nhiều khi mà muốn anh sắp xếp thời gian để đi chơi với gia đình á, nó cũng hơi khó xíu. Thôi bớt bớt lại. Thật ra mỗi lần mà anh vô dự án cũng vậy á. Trước khi bấm máy là bao giờ cũng vậy. Hầu như không đêm nào thức dưới, không bao giờ mà ngủ trước 3 giờ sáng. Thôi chung sắp xếp lại nha. Dạ. Rồi bây giờ còn đặt xấu gì nữa nè? Dạ chắc ảnh hơi tính toán xíu. Tại hồi em có thấy một cái cuốn sổ nhỏ của ảnh á, là trong đó ghi là hồi, tại vì hồi đó sinh viên lên trên đây học á thì vừa ở trọ rồi vừa phải lo ăn này nọ tự mình hết, nên là gửi xe bao nhiêu, ăn sáng bao nhiêu ghi ra hết. Tới lúc mà trước khi cưới em á vẫn còn ghi, khi cưới em rồi chắc em bê bối quá nên là ảnh không có ghi nữa. Nhưng mà hôm nào mà tiền mà nó vượt quá cái số chỉ định của ảnh là ảnh cứ suy nghĩ, anh cứ đắn đo, anh cứ nói hoài. Khi ảnh ngủ không được, chạy xe cũng nói anh lo quá, tự nhiên thấy lo quá, kiểu giống vậy. Bị cả nghĩ nè, bị cả nghĩ đó. Em hay lo xa. Dạ, lo xa giống cái ông sợ chồng trước này. Dạ đúng rồi. Hai ông chồng ngày hôm nay là hai ông chồng lương, rất là tính toán. Lương của con làm là con xài, còn những cái gì mà ngoại ví dụ như shopping, du lịch hay là lo bé con này nọ cho gia đình hai bên nội ngoại là lấy tiền ảnh của anh đó. Bởi vì ảnh gánh nặng quá, gánh nặng quá. Dạ, cho nên là áp lực. Chi tiêu, chi ly. Rồi sao nữa nè? Dạ chắc hết rồi, hết, sao chắc không? Hết rồi. Có lãng mạn không? Thì nói chung là ảnh không lãng mạn, nhưng mà con nhắc ảnh, con nhắc ảnh để ảnh lãng mạn. Dạ. Giống như nó bây giờ thèm uống trà sữa quá, ước gì có người mua cho ly trà sữa, là có ly trà sữa với bánh tráng chứ. Anh biết không, nhiều khi lãng mạn á nó đập vào cái bản tính của mỗi người. Dạ, cái đó chứ bây giờ nó không còn là thuộc tính của đàn ông nữa đâu. Cái đó thì nó thiệt. Em thấy á, cái chi tiết mà Phương vừa kể anh thấy nó cũng là lãng mạn á chứ. Dạ. Rất là lãng mạn đó. Ước gì tôi có được ly trà sữa mình tráng đổng tụng cái có liền. Thì đó thì đó, cái đó là lãng mạn đó. Cái đó là cái không, cái đó là cái ga lăng, cái bản tính ga lăng của đàn ông. Không phải, nhưng mà nó là trong cái hành, trong cái việc đó nó có cái sự lãng mạn ở trong đó. Tại vì á em biết bây giờ là thường là các chương trình Vợ Chồng Son là tất cả các bà vợ đều mong muốn ông chồng mình phải lãng mạn. Vì sao? Những cái đó nhiều khi phụ nữ mà lúc nào cũng chỉ mong muốn như vậy thôi. Nhưng mà ở cái thời đại 4.0 này cái việc lãng mạn nó không phải là, như nãy chị nói là nó không phải là thuộc tính của đàn ông nữa rồi. Mà bây giờ nó là bản tính của mỗi người. Người nào có là nó sẽ có. Bận biểu mấy hay cái gì là cũng sẽ có. Tại vì lãng mạn không nhất thiết phải là mua cái này mua cái kia hay là dắt đi xa. Lãng mạn nó từ trong cử chỉ, từ trong lời nói luôn. Cái đó nó là bản chất của từng người. Nhưng mà không thể nào bắt buộc tất cả các đấng mày râu đều như vậy. Nhưng nếu như chồng con mà có cái là giống như con ước mà chồng con thực hiện thì đó là cái gọi là rất là hay rồi đó. Cái đó là cái đó là chồng con là ga lăng có sẵn trong người luôn á. Đó, nói chung nhiều khi nói ảnh vô tâm nhưng mà cũng tùy lúc cũng vô tâm thôi. Vô tâm tại vì con nhắc, bây giờ con chịu khó nhắc đi. Nhắc hoài đi. Hồi đó con không quen, bây giờ con biết con nhắc rồi. Rồi bây giờ mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chắc con không có gì mong muốn thay đổi, chỉ có ảnh dành thời gian cho gia đình thêm xíu. Tại vì nhiều khi ảnh làm xong rồi cái ảnh chơi game hoặc ảnh bấm điện thoại để thoải mái cái đầu óc, mà con lại con chơi với ổng thì ổng không chịu, kiểu như nhột á, đi ra đi mà con cười lắm nha, la lớn xíu là con sẽ đưa nó vô cái khuôn là nạt con, ăn hiếp vợ. Là con giận rồi mới bắt đầu năn nỉ con, giận rồi bắt đầu meo meo nữa. Tới mèo meo meo á. Thôi có nghĩa là mong muốn là dành thời gian cho vợ nhiều hơn xíu. Đó, mà muốn dành thời gian dễ thôi mà, bỏ cái điện thoại ra là có thời gian thôi. Đúng không? Đó, rồi bây giờ tới Triển nè, cô ấy có bao nhiêu tật xấu và mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Ra là tật xấu của vợ thì cũng ít, chủ yếu là tại vì lúc trước vợ không biết nấu ăn. Xong rồi sau từ khi quen con rồi xong cưới rồi bắt đầu mới tập nấu ăn. Mới nấu rồi cũng cố gắng nấu rồi kêu bắt mỗi lần nấu là bắt con xuống nếm. Nếm vừa ăn hay không chứ không có biết nếm. Rồi xong rồi cái nấu xong là cái căn bếp sẽ có nguyên một bãi chiến trường. Rồi sau đó là ai dọn dọn. Vậy đó, nhưng mà thường là sau đó ai dọn? Sau đó thì con dọn, hoặc là ở nhà thì có được cái là mẹ vợ rất là thương con cho nên là cũng sẽ phụ dọn. Đó, nhưng mà vợ con thì không có thích rửa chén cho nên là bài xong vậy thôi đó. Tức là mỗi tức là mỗi nấu mỗi thứ, thí dụ cái chén đó là đựng cái đó thì xài cái đựng cái đó xong là bỏ qua bên chứ không có xài tái sử dụng lại. Cái gỗ đó là đựng cái đó là xong là bỏ qua bên chứ không có sử dụng cái gỗ đó để cho xài cái khác nữa. Là thường là nấu xong á là nó sẽ là một núi đồ. Đúng rồi, đúng rồi. Bãi chiến trường, ai muốn hốt thì hốt nha. Là con nấu, mấy món chứ đâu con đâu nấu một món nè. Rồi tiếp tục đi Triển. Dạ, nói chung là cái đó thì một phần với lại thường là nhiều khi là vợ cái hay nhõng nhẽo giận lại mà không có nói là giận gì, rồi tự nhiên giận một hai ngày đó rồi con. Tại lúc đó là con làm việc thì nó tập đầu óc lại tập trung phải thoải mái. Đây nhiều khi đang có hứng làm việc cái tự nhiên cái vợ sụ mặt, vợ giận cái xong cái không biết vợ giận gì cái con mất hứng làm việc luôn. Để xong rồi con nhiều khi con buồn thì con đọc báo, rồi không thì con ấy chơi game, còn không thì sẽ bây giờ có bé con thì giờ không thì chạy qua chơi với bé con. Chứ không có hứng làm việc nữa. Mà tại vì công việc của con nó đặc thù là nó deadline nhiều lắm. Dạ đúng rồi, deadline nhiều với lại làm rất là nhiều, phải ngồi máy tính nhiều mà. Ví dụ đang làm mà có cái gì đó nó chen vô rồi bắt đầu nó tự nhiên nó sẽ loãng cái đầu óc ra, thì nó thành ra là nó cũng nhiều đôi lúc là vợ nói là qua chọc này nọ thì nói là nhọt này nọ, thiệt ra là tại vì con đang tập trung. Con đang tập trung làm đó mà tự nhiên vô là nhiều khi nó phá vỡ sự tập trung á. Vậy con mong vợ thay đổi điều gì?
Thật ra là chắc con mong vợ con thay đổi lớn nhất là chắc có giận chồng cái gì hay là có gì không hài lòng với chồng thì cứ nói thẳng ra, ví dụ anh thấy em thấy anh như thế này không được, tại giờ vợ chồng cũng ở sống nhau cũng khá là lâu rồi, thì có gì thì cứ nói thẳng ra chứ đừng có giận lẫy, rồi giận nhiều khi giận như vậy mình không có biết, tại vì rất là nhiều phụ nữ mà có rất là nhiều lý do để giận, mình không có biết được là giận cái gì, nhiều khi là con trả lời lớn tiếng thì xíu thì cũng giận nữa, là xếp vào cái danh mục là anh hiếp vợ. Dạ. Đó, này nó xếp dạ. Vô cái danh mục luôn mà. Thật ra là mong vợ là hiểu chồng hơn một chút xíu cái khoản công việc đặc thù của chồng, tại sắp xếp sắp tới thì có thể là cái công việc mình sẽ cố gắng sắp xếp lại. Okay. Rồi những cái thời gian dành cho gia đình thì con sẽ cố gắng sắp xếp để cho nó hợp lý hơn, tại hiện nay thì bản thân con cũng cảm thấy là nó chưa hợp lý, mà nhưng mà tại vì giống như vợ nói là tại vì con có nhiều cái mối lo quá, thành ra là cái gì đặc biệt tới tài chính, tại vì vợ đưa con giữ tiền luôn, thành ra là đặc biệt tới tài chính của gia đình thì nó nhiều khi là nó lấn cấn một chút xíu thôi là con đã cảm thấy lo rồi. Đúng rồi. Công việc của con này nó có đầu tư và thu lại, thành ra nhiều khi đầu tư lâu quá mà chưa thu lại thì bắt đầu mình cảm thấy lo. Đúng rồi. Trời ơi, con biết sao không? Có những việc á mình tưởng là nó đơn giản nhưng mà thực ra nó phức tạp lắm đó con, nhất là vấn đề chi tiêu trong gia đình á. Nếu mà cái tiền mình làm á vượt qua cái con số mà mình chi tiêu á thì nó đơn giản hơn, nhưng mà cái tiền của mình làm ra nó xấp xỉ cái chi tiêu trong gia đình á là nó rất là mệt. Nó mệt cho cái người mà phải quản lý cái việc đó. Cho nên cô thấy là đối với chồng con á, bây giờ á là cái của tụi con á tưởng là đơn giản vậy mà nó không có đơn giản đâu nha. Con biết lý do sao không? Nó có những cái việc tế nhị mà phụ nữ á người ta không có nói được. Người ta muốn là chồng tự hiểu, nhất là cái vấn đề mà chủ động trong cái việc vợ chồng á, không lẽ mình chủ động hoài nó kỳ lắm. Nhiều khi sợ chồng mình quánh giá, hiểu không? Dạ. Đó, cho nên nhiều khi vợ con nó ngại nói lần hai lần thôi anh phải tự hiểu. Chứ giờ không lẽ để tôi nói hoài thì á mà con cũng không hiểu thành nó phải giận. Nó phải giận con hoặc nó buồn. Chứ không phải giận nữa mà buồn không muốn nói nữa. Đó, thì thành ra là những cái này á theo cô là con phải bây giờ vậy đi, con tự đặt cho mình một cái không phải giống như một tuần là con phải thực hiện cái việc nghĩa vụ làm chồng là mấy lần. Cô nói ví dụ vậy đi ha. À, thì là trước cái ngày hôm đó là con làm sao á là con để cho đầu óc con nó thoải mái chút xíu đi, con gạt hết mọi thứ đi, chứ còn con suy nghĩ cả đời thiệt về vấn đề chi tiêu tiền bạc cả đời chứ làm sao mà. Cho nên thôi con cứ thử một thời gian đi thì tự động con sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn ở trong gia đình, vợ con nó cũng sẽ bớt giận hờn đi, tính tình cũng gọn gàng bớt, đúng không? Không có bừa bộn bớt, đúng không? Thành ra là và vợ cũng cảm thấy là trời ơi, vợ con nó hiểu công việc của con chứ bộ. Nhưng mà nếu mà con vừa phải công việc chu toàn mẹ vừa phải chu toàn cái vấn đề làm chồng, vợ con nó sẽ thương con nhiều hơn nữa. Yeah. Thực sự cái đó cô nói thiệt cái người phụ nữ. Còn cái này hiện giờ đang bị cảm giác gì biết không? Giống như là chồng mình hay là chán mình rồi, hay là dạ, chồng mình rồi. Không còn thiết tha gì với mình nữa, bị tủi thân á con. Ủa, bị tủi thân đó con. Dạ. Đó cho nên nhiều khi không muốn nói nữa. Tôi kệ anh muốn hiểu sao anh hiểu. Ý là vậy đó, cho nên những cái đó là mình tưởng là không có gì nhưng mà thực ra nó rất là quan trọng trong cái cuộc hôn nhân của mình. Yeah. Rồi thôi bây giờ để mà cho cái sự việc nó dần dà nó sẽ thay đổi tốt hơn nha. Thì hôm nay nhân tiện các bạn đến với chương trình thì không biết rằng là cả hai có những cái điều gì muốn nói với nhau hay không, hoặc có những cái gì bày tỏ, hoặc là có những cái bí mật gì dành cho nhau hay không. Dạ. Tới chương trình thì con cũng có chuẩn bị một món quà cho chồng. Ồ. Sao tự nhiên hôm nay suy nghĩ đến chuyện tặng quà cho chồng? Ra đây. Tại vì tính ra là con cũng tặng cho chồng nhiều rồi, mà con cũng không biết bây giờ suy nghĩ cái gì, nhưng mà con thấy cái này tặng chồng nhưng mà chắc con cũng sẽ được một cái dép. Tại vì cái này em tặng anh. Em hy vọng là anh sẽ có thời gian để đi bơi với em và con. Tại vì hôm bữa mới đi Lagi nhưng mà chỉ có hai mẹ con với mẹ chồng đi chung thôi, không có chồng. Rồi. Chồng giả bộ trong mặt thử đi. Cái quần bơi. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn bạn. Cái quần bơi. Dạ, tại vì hai chồng có lần một lần đi biển rồi nhưng mà lúc mà có bé thì chưa có dịp đi biển, chỉ đi núi thôi. Ý nói là đây hè vẫn còn nha. Cho nên bây giờ là không đi là có lỗi đi mặt liền nha. Tôi đưa cô coi cái màu. Cái này là con tặng chồng con là đúng cái màu mà chồng con thích không? Đúng không? Dạ con thấy màu đen dễ mặc. Con thích màu gì? Dạ màu đen cũng là một màu thích của con. Đâu dạ. Con mở thử coi có cái kiểu này là để coi nha, có quần có sexy hay không nha. Dạ không. Mình nhìn là biết rồi. Tại vì cái này quần dài rồi. Dạ. Cái size của chồng con mà. Biết rồi. Mấy cái tổng có dựa. À đó rồi. Con thích không? Con thích không? Dạ thích đó. Dạ. À. Rồi. Chưa có cái gì bí mật dành cho vợ không? Dạ con cũng có một món quà dành cho vợ con hôm nay. Thì thật ra món quà này cũng được bật mí được khá lâu rồi. Nhưng mà hôm nay thì có nhân chương trình thì cũng có một cặp vé đi du lịch nước ngoài, cụ thể là Thái Lan. Coi chừng có em bé nữa nha. Cũng đang tính là dịp cuối năm là sắp xếp là đi Thái Lan thử tường chân mặt lần thứ hai. Trời ơi, gì mà nói ổng vô tâm rồi. Thật ra là có cải thiện. Quá lãng mạn rồi, cái này là lãng mạn. Trời ơi, một cặp vé đi Thái Lan. Dạ thì với cái cặp vé này thì cũng muốn nói với vợ đi, dạ, nhìn mặt vợ nói đi con. Nhắn nhủ với vợ là tại vì thật ra là anh không có nhiều cơ hội để chơi cùng với con và gia đình nhiều trong thời gian vừa qua, thì
cũng mong em và sau này là con nó lớn rồi nó biết là cha nó đang cố gắng rất là nhiều vì gia đình, thì cũng mong muốn là vợ và con sẽ hiểu cha nó nhiều hơn, cũng như là chia sẻ với cha nó, cũng như là với cặp vé này thì mong muốn con là trên mọi nẻo đường đều có vợ và những đứa con của con sẽ đi theo chặng đường của con trong suốt cuộc đời dù đi đâu chăng nữa. Trời ơi, xúc động lắm á. Trời ơi, xúc động lắm. Đây là lần đầu tiên con nghe chồng con nói mấy câu mùi mẫn gì luôn á. Lần đầu tiên luôn á. Thật ra là tại vì thật ra là văn mẫu thì nhiều lắm, nhưng mà tại vì thật lòng nó nói thì có những lúc mình thật lòng mình nói thì nhiều khi lại nói văn mẫu, còn có những lúc thật lòng thiệt thì con thích thể hiện bằng hành động hơn. Thành ra nhiều khi con ít nói lắm. Còn không biết ôm nữa, còn không biết ôm chồng nữa. Hồi nãy dưới con nói là cho lát lên cho ké hôn cái được. Đó, hôn đi. Đó, bập đó. Bà chủ động nha, khéo luôn đó. Chồng chủ động đi. Chồng chủ động đi. Rồi, thôi. Đáng yêu quá. Thôi giờ qua bóc